Mấy cái chuyện mà nấu nướng mà hỏi tôi là cũng như là thấy nó ngon mà mình nấu ăn được. Mình này hỏi là giống mấy thằng lính ở trên phòng là tôi bán thực phẩm đó, ủa cái này bỏ vô miệng rồi sao nó nhai nhai rồi sao ngã ra. Hỏi ủa cái này mình nhai xong rồi sao phải nhai xong rồi phải quay phim cá nha hai vợ chồng. Mua cái này ăn trong nhai xong mình tim lên cho không ấy. Bạn quay phim bạn lên video một cái nha. Bạn Phúc quay phim một cái coi. Hello một cái nha. Em lên đây quay rồi mà em biết hả? Rồi bên đó quay qua. Bên đó quay qua cho mình cái luôn nó ăn bạo dễ sợ luôn ha, vô tình vô quay sao mà vô cái dúng ngay cái mặt luôn à. Quay xuống dưới đây rồi. Lớn bình vô tình Phương đã đưa điện thoại đúng ngay mày. Ăn nữa, ăn gì mà ăn tan canh chứ. Ăn gì mà ăn không anh chứ anh nó kẹn ô không có đồng hồ nào mà anh chờ muốn chết luôn cái gì vô hoài mất cỡ chụp hình nó mới đẹp hết nè chờ lên đều anh hả ai hết này cái coi mày lên đại chứ mày để gì chụp hình nó đâu có đẹp đúng không. Hồi nãy giờ ai quay tao tự quay tao luôn nha. Không cái mặt mày quay dữ được tôi vô cái màn hình này nó nhỏ cái mặt mày nó dài hơn cái màn hình nó không vô được. Đưa bia vô tự quay